Minh Khang xin mến chào đại gia đình của mình đã quay trở lại với kênh Nhà Bình Tân Minh Khang nha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị em mình một căn nhà mà vị trí cực kỳ đẹp, giá cực kỳ rẻ luôn nha anh chị, chỉ từ 2 tỷ 9 thôi anh chị. Và ngay chỗ này của mình nè, nhìn ra ngoài trục đường lớn sẽ là đường Tân Sơn Nhì nha anh chị. Căn nhà của mình nằm trong hẻm và sẽ thông với đường Tân Kỳ Tân Quý. Mình di chuyển từ nhà mình ra đường Tân Kỳ Tân Quý tầm khoảng 200-300m thôi. Hãy cùng theo chân em vào trong nhà để xem nhà mình đặc biệt như thế nào nha. Dạ, và đây là căn nhà của mình ngày hôm nay nè anh chị. Một trệt một lầu và vị trí cực kỳ đẹp luôn. Thì trước khi vào căn nhà của mình á, chúng ta sẽ qua lớp cửa cổng nè anh chị. Cửa này là cửa lùa nha, được hoàn thiện rất là chắc chắn nè. Và ở phía sau chúng ta sẽ có cửa bốn cánh, đây được hoàn thiện rất là tốt luôn anh chị. Và đây là khoảng không gian phòng khách của mình nha anh chị. Thì với mức giá 2 tỷ 9 mà được một căn nhà mà rộng rãi thế này nè thì quá là tuyệt vời luôn anh chị. Đó, khi mà bên em bàn giao á, sẽ bàn giao lại cho mình bộ sofa nè, bàn ghế đây nè anh chị. Và mình cũng có thể lắp đặt một cái kệ tivi ở phía bên đây nha anh chị. Đó, mình về mình xem tivi, gia đình mình sẽ tụ họp ở đây. Và ở hai bên phía mảng tường đó anh chị, đã có sẵn gạch ốp tường nè, cao lên cho mình là tầm khoảng 1m2 nha anh chị. Và có sẵn đường viền màu vàng, nhìn rất là sang trọng nè anh chị. Đó, thì tông màu chính của căn nhà mình sẽ là tông màu trắng nha anh chị. Đó, thì nhà mình với thiết kế rất là đơn giản nè anh chị. Thì mặc dù là đơn giản nhưng mà vẫn không kém phần sang trọng nha anh chị. Ở phía trên thì bên em đã đúc sẵn cho mình một cái trần thạch cao nè anh chị. Và có hệ thống đèn đơn giản nhưng mà đầy đủ ánh sáng cho gia đình mình luôn. Ở phía bên đây thì bên Minh Khang đã có sẵn cho mình những cái bức tranh nè anh chị. Và có sẵn dây điện chờ hết luôn nha anh chị. Đó, rất là thoải mái, anh chị em mình có thể dọn vali vào và ở luôn á. Khu vực cầu thang của mình á sẽ được hoàn thiện rất là tốt nha. Đây, tay nắm bằng gỗ nè anh chị. Kính này là kính cường lực nè, rất là dày nha anh chị. Và ở đây mình cũng có sẵn một cái tủ ở bên dưới cầu thang nha anh chị. Mình có thể làm một cái kho chứa nè anh chị, đựng được rất nhiều đồ ở đây nha. Mặc dù nhà của mình rất là nhỏ nhưng mà có rất là nhiều chỗ để đồ luôn anh chị. Đây, kệ tủ bếp trên nè, kệ tủ bếp dưới nè, cũng có rất nhiều hộc cho gia đình mình có thể về đây và mình đựng đồ luôn nha anh chị. Có sẵn cái miếng kiến cường lực cho gia đình mình nè. Chị em á, mình nấu nướng ở đây nè, mình không sợ dơ luôn nha anh chị. Vệ sinh cực kỳ đơn giản và dễ dàng luôn nè, rất là sang ha. Và ở phía đối diện đây chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh luôn nè anh chị. Thì từ dưới lên trên bên em đã ốp sẵn cho mình gạch hết rồi nè anh chị, rất là sạch sẽ nha. Cũng đầy đủ công năng cho gia đình mình về có thể sử dụng luôn. Rồi, hãy cùng em lên trên tầng 1 để xem nhà mình như thế nào nha anh chị. Dạ, và đây là khoảng không gian ở trên tầng 1 của mình nha anh chị. Không gian ở trên đây của mình rất là rộng nè anh chị, nó bằng với diện tích mà ở dưới tầng trệt của mình luôn nha. Đây, từ đây và ở ngoài đây chúng ta có một cái ban công nữa nè anh chị. Đó, dài ra cho mình là tầm khoảng là 1m rưỡi nha anh chị, rất là rộng rãi luôn. Trong phòng này của mình nè, đã được gắn sẵn đầy đủ hệ thống đèn nè anh chị. Những ổ điện âm tường này bên em đã vào đầy đủ hết rồi anh chị. Đó, ở đây chúng ta còn có một bức tranh nữa nè. Đó, rất là sạch sẽ và đẹp nha anh chị. Ngay chỗ khu vực này của mình á thì chúng ta có cửa sổ nè và một cái cửa chính để ra ngoài ban công nha anh chị. Đó, ở phía sau thì cũng đã có rèm đầy đủ cho gia đình mình rồi. Đó, thì phần ban công của mình rất là rộng luôn nha anh chị, được đúc suốt không gian nhà mình luôn nè anh chị. Nếu như anh chị có yêu thích mà trồng cây á, mình cũng có thể sắp xếp ở trên đây và mình trồng những loại cây mà gia đình mình yêu thích nha. Thì từ ngay chỗ này của mình nè anh chị, mình có thể nhìn thấy được đường phía trước của mình luôn nha. Thì phía trước nhà mình sẽ là trục đường Tân Sơn Nhì nha anh chị. Và ở phía sau đây thì nhà mình thông với đường Tân Kỳ Tân Quý nè anh chị, di chuyển ra tầm khoảng 200-300m thôi, rất là thuận tiện luôn. Thì nhà mình á được một cái là hẻm thông, bởi vậy lượng xe ra vào tấp nập luôn anh chị, rất là vui nha. Thì ở phía trên ban công của mình á có sẵn PVC giả gỗ nè anh chị. Đó, cũng có hệ thống đèn đầy đủ gia đình mình luôn, rất là đẹp nha anh chị. Thì với tầm giá mà 2 tỷ 9 thì anh chị mình ở trong khu vực Tân Phú này nè anh chị rất là khó kiếm được nhà nha. Mà ở bên Minh Khang đây có được một căn nhà rất là đẹp như thế này luôn. Thì nếu như anh chị đã tìm lâu rồi mà vẫn chưa có căn nhà nào ưng ý á, thì hãy đến với Minh Khang nha, để mình được tham quan căn nhà này nè, thì cũng như là tham quan những căn nhà mà trong khu vực Tân Phú này Minh Khang đang bán nha anh chị. Em xin chốt lại những thông tin chi tiết của căn nhà này ha anh chị. Ngang là 3m7, diện tích sàn của mình là gần 40m2 nha anh chị. Và nhà mình với thiết kế là một trệt một lầu nè. Và cái phòng ở phía trên của mình sẽ bằng với diện tích phần trệt ở dưới luôn, rất là rộng rãi cho gia đình mình luôn. Và bán kính từ đây tầm khoảng 1km thì đầy đủ các dịch vụ tiện ích cho gia đình mình sử dụng luôn. Thì ở đây là trung tâm luôn mà anh chị. Đó, và 2 tỷ 9 thôi nha anh chị. Em xin cam kết là nhà thật, giá thật và nhanh gọn luôn. Nếu như anh chị vẫn đang tìm nhà trong khu vực Bình Tân Tân Phú á, thì hãy kết nối ngay với em nha. Em sẽ hỗ trợ anh chị nhanh nhất có thể luôn anh chị.
Vâng, và một lần nữa em xin cảm ơn anh chị. Hẹn gặp lại anh chị trong các video lần sau nha. Em xin cảm ơn.